Quý vị đến với kênh Hai Lúa Tiền Giang. Hôm nay là ngày thứ tư của cuộc hành trình cưa 168 cây sao nha quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi. Nay ba mình đang giũa lưỡi cưa nè. Ba cho con hỏi giũa lưỡi cưa như thế nào vậy? Cưa mà giũa là giũa tròn. Giũa cái gì là nó tròn là nó không độ. Mình khi giũa là cái đầu ngoài mình cắt lên 5 độ. Dạ. Cái độ xéo nó 45 độ. Nếu là cây đó là cưa cối. Dạ. Nếu mà cưa xả dáng á là mình giũa góc vuông lại. Dạ. Là 90 độ. Dạ. À, mà nó cũng không có cắt đầu lên mà nó song bằng nó ngang vậy luôn. Dạ. Còn hả mình giũa vô mà giũa cưa cối á nó cắt đầu lên này, ngoài đầu này lên khoảng 5 độ. Dạ. Đi về 45 độ. Dạ. Vì đẩy là cái tay không được rung, mà cũng đừng giũa hai tay. Một tay này phải vịn cái lưỡi cưa nó đừng có quơ. Chỗ nào đẩy ở trong này đẩy ra. À, nào, vậy đó. À. Đó, ví dụ cái găng này mà giũa mấy cái là cái găng kế nó thành mấy cái. Đã nó mới điều được. Chứ nếu mà không điều á là nó ăn nó sẽ sốc. Rồi cái này á là tôi gọi là cái nú mình cũng phải hạ xuống. Lấy giũa ba lá hoặc là giũa bảng, giũa mình cái ngoài mình nghiêng theo mấy nhà mình nghiêng ra trước chút. Đó là đẩy nó khoảng 5 cái. Kế cũng 5 cái đều hết vậy đó. Là cưa nó đầm nó không bị sốc. Mình cưa mình cưa cầm một tay được. Hoặc là mình chua cây được nó không sóc đừng lên chứ nó hoặc là nó chua nó dúng đầu cây vậy nó dứt lên mà vô chán luôn á. Dạ. Cho nên phải cho đi nó đầm mới được. À, đẩy nè, khi đẩy tới á, là mình đi vô đây, còn khi kéo về á, kéo về là mình tì nó ra ngoài mình kéo về. Dạ. À, để ta làm. Chỉ cần vuốt dưới đây thôi chứ đừng có ở trên mà vuốt xuống. Cái này nè mình lấy trên mình gạt xuống vậy á là nó sẽ lục cho lại. Dạ. Nhiều người ta vuốt xong cái họ cho ta lấy xe liếc ở trên này cái lưỡi cưa này giống như cái kéo cắt giải á là chỉ mài một bề thôi. Dạ. Ngoài một bề á, chứ không mài được hai bề. Còn bên kia á, là để nằm xuống kéo một cái thôi. Dạ. Như là để lên một đá kéo một cái. Rồi khi mình bề kia mình giũa bề kia. Dạ. Xong cái ập trước kéo một cái là xong là nó đứt mép, nó gớt bà dớ đó. Là dạ. Nó sẽ bén. Ba mày kéo cho mẹ cắt giải qua. Dạ. Mẹ mình cũng là người thợ mai nha quý vị. Con cảm ơn ba nha. Nhánh rất là lớn nên phải treo dây rất nhiều nè quý vị. Cột ở đây, treo bên này và cột ở phần dưới nữa. Bên dưới là nguyên cái hàng rào của bảo vệ và ở trong là nhà xe của công ty. Đây là công ty trách nhiệm hữu hạn Cỏ May nha quý vị. Chạm bông vàng này, cây sao này đang ra bông rất nhiều luôn.
Vì cái phần cột hồi nãy ba mình cột hơi xa nên đã cột cao lên một xíu. Giờ sẽ gịch căng dây ra để treo cái nhánh đó. Mình sẽ cột nột sợi dây đó gần vào nhánh cây để cho nó không bị đập vào thân cây. Nếu mà treo sợi dây xa nó sẽ đập vào thân cây. Nó búng. Dù đã treo dây rồi nhưng nhánh nó vẫn ngay tầm của cái hàng rào nha quý vị. Ở dưới phải có một người kéo đọt ra. Gió nó bay cái gì.
là mình chuẩn bị cưa một cái phần thân rất là dài luôn quý vị. Video đến đây là hết. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo ủng hộ cho kênh Hai Lúa Tiền Giang nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa nha quý vị. Hôm nay là ngày thứ tư rồi. Hôm nay anh Mẫn có chuẩn bị chu đáo luôn quý vị. Đem theo một cái miếng thảm để trải cho em đồng nghiệp trải nghỉ mát. Anh Mẫn rất là chu đáo luôn kìa quý vị. Mua ly mũ để múc từng ly nước cho từng người luôn. Để coi hôm nay món gì nha. Cá rô kho. Cá cha kho. Cá cha kho. Canh chua cá cha. Đùi gà khe nè. Và cá mòi. Anh Mẫn cũng có đem theo xài để ăn nữa nè quý vị. Mời cả nhà cùng ăn cơm chung cho vui nha.